Mười lăm câu đạo học của người xưa giúp soi tâm sáng tỏa. Hai người đồng lòng thì sức mạnh như dao bén, có thể chặt đứt kim loại. Làm người không nên làm những việc có lỗi với lương tâm, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa, trong lòng cũng không kinh sợ. Nếu không lên cao nhìn ra xa, thì làm sao có thể biết dòng nước tuôn chảy về đông thành biển lớn. Hai người cùng một lòng, tiền tài thu được có thể mua đứt vàng. Mỗi người một ý e rằng có tiền cũng không mua nổi cây kim trên đời thứ gì là dài nhất đó là nhân tâm thứ gì là ngắn nhất đó cũng là nhân tâm thứ gì là xấu nhất vẫn là nhân tâm nhân tâm do hai bộ phận tổ thành một nửa là thiên sứ một nửa là ma quỷ sự lương thiện của thiên sứ đem đến cái hài hòa ấm áp còn sự tàn nhẫn của ma quỷ thì đem đến cái lạnh lẽo và tai họa có thể thấy sự phức tạp của nhân tâm trên thế giới phức tạp này chúng ta không thể tham cầu người người đều thành thực lúc gặp nhau cũng không thể bảo người ta vất bỏ đi tâm phòng ngừa chỉ mong thế giới này ít đi một phần tính toán thì ít đi một phần đau thương người ta trong lúc nỗ lực truy cầu thứ mà bản thân hướng tới có thể đồng thời giữ tâm linh thuần khiết xử thế với tâm tình lạc quan đối đãi người với cái tâm lương thiện đối mặt với những kẻ tiểu nhân ti tiện lấy khoan hậu mà nhẫn nhịn mỉm cười bình tĩnh lấy thiện ý mà dung nạp con người nếu có thể an tâm thì có thể không sợ nguy hiểm trải qua khảo nghiệm có thể chân thành hợp tác cùng sáng tạo huy hoàng thì có thể quang minh lỗi lạc tự do phóng khoáng không táo tâm không tư tâm không vọng tâm không khuy tâm tự nhiên có thể có hằng tâm có công tâm có bình tâm có an tâm tâm là biển báo chỉ dẫn cho người đi trên đường nó chỉ hướng nào người đi sẽ theo hướng ấy nhân đó tâm này phải thanh tịnh trong sáng mới không làm người ta lạc mất phương hướng. Tu tâm là bài học mà mỗi cá nhân cần phải tu luyện. Đạo học tinh hoa luôn là những lời giáo huấn cho hậu thế soi mình sửa lỗi. Thiết nghĩ mỗi chúng ta ít nhiều đều nên sửa đức bồi tâm, khiêm cung học hỏi. Bài viết này giới thiệu 15 câu đạo học của người xưa, giúp soi tâm sáng tỏa. Thứ nhất, tại gia bất hội nghinh tân khách, xuất ngoại phương tri thiểu chủ nhân. Khi ở nhà không biết cách tiếp đãi khách khứa, đến khi đi ra ngoài làm khách của người ta, mới thấy là xưa nay mình đã thiếu bổn phận làm chủ của mình. Đi làm khách, ai cũng bỡ ngỡ ngại ngùng, nhưng nếu người chủ biết cách tiếp đãi cho đàng hoàng chu đáo, thì khách sẽ cảm thấy dễ chịu và tự nhiên hơn. Thường có đi ra ngoài làm khách của người ta rồi, thì về nhà mới biết cách tiếp khách cho chu đáo. Thứ hai, hữu tiền đạo chân ngữ, vô tiền ngữ bất chân bất tính đảng khang viên trung tửu, bồi bồi tiền khuyến hữu tiền nhân. Có tiền thì nói gì người ta cũng cho là thật, tin là thiệt. Còn không có tiền thì lời nói sẽ không thật, chẳng ai tin, không ai thèm nghe. Không tin thì bạn hãy cứ nhìn vào trong tiệc rượu mà xem, ly nào, ly nấy, người ta cũng mời những người có tiền uống trước mà thôi. Bi quan và mỉa mai quá. Nhưng cuộc đời quả đúng như thế. Người ta chỉ tôn trọng và lắng nghe những người có tiền nói chuyện mà thôi, không có tiền thì đứng qua một bên. Xã hội nào cũng thế, ca giao tục ngữ ta cũng có câu, tay ông túi bạc kè kè, nói quấy, nói quá, chúng nghe rần rần. Thứ ba, hữu trà hữu tửu đa huynh đệ, cấp nạn hà tặng kiến nhất nhân. Khi có trà có rượu, thì nhiều anh nhiều em lắm, nhưng đến khi gặp nạn gấp rút cần người giúp đỡ, thì chẳng hề thấy người nào vác mặt đến để giúp đỡ cả. Lúc hoạn nạn, người nào mò đến, người đó mới chính là bạn bè thực sự. Thứ bốn, mặc đạo quân hành tảo, cánh hữu tảo hành nhân. Ai đến trước thì làm vua, ai đến sau thì làm tôi. Đừng tưởng bạn là người đến trước, còn có người đến sớm hơn bạn nữa. Câu này nêu lên lợi thế về cố gắng, tích cực, người nào tích cực hơn thì người đó sẽ dễ dàng đạt mục đích hơn. Thứ năm, mặc tính trực trung trực, tu phòng nhân bất nhân chớ vội tin người nào đó là rất thẳng thắn mà phải nên đề phòng những người bất nhân làm bộ nhân nghĩa không nhân nghĩa mà làm như nhân nghĩa câu này dùng để khuyên những người trẻ mới ra đời chưa có kinh nghiệm sống dễ tin người nên dễ bị người lừa bịp thứ sáu sơn trung hữu trực thọ thế thượng vô trực nhân trong núi rừng còn có cây ngay thẳng chớ ở trên đời này không có người ngay thẳng đâu câu nói bi quan quá nặng tính cảnh giác để giáo dục những người trẻ mới ra đời, chưa có kinh nghiệm nhận xét đánh giá người khác. Nhưng dù sao thì cẩn thận vẫn hơn, cẩn tắc vô ưu mà. Thứ bảy, tự hận chi vô dịp, mà quán thái dương thiên. Nên tự mình oán trách là tại cành nhánh của mình không có lá, chớ đừng oán trách là tại ánh nắng thiên lệch, chiếu về chỗ của mình ít hơn chỗ khác. Phải biết chấp nhận thực tế và phải tự biết là tại khả năng của mình không có, hoặc chưa tới chớ đừng oán trách là tại sao sếp không trọng dụng mình mà trọng dụng người khác. Thường thì con người ta chỉ biết phân biệt mà không biết tự lượng. Thứ 8. Đại gia đô thị mệnh. Bán điểm bất do nhân. Tất cả mọi người đều là do số mệnh an bài cả rồi, không có nửa chút nào là do người quyết định được cả. Câu này quá duy tâm, nhưng chủ ý là khuyên ta nên an phận thủ thường, chấp nhận hiện tại, đừng quá bon chen chớ không phải bảo ta buông xuôi tất cả cho số mạng một cách dị đoan câu này còn dùng để an ủi người khác khi thất bại để đừng chán nản quá mà hãy chấp nhận thực tại hầu cố gắng bày lại keo khác thứ chín trách nhân chi tâm trách kỹ thứ kỹ chi tâm thứ nhân lấy cái lòng mà mình trách người ta để trách mình và hãy lấy cái lòng mà mình tha thứ mình để tha thứ cho người khác thường thì người ta làm điều sai quấy hoặc có lỗi với mình thì mình hay trách móc giận hờn, thậm chí còn muốn trả thù, trả đũa lại, nhưng đến khi mình lầm lỗi hay sai quấy thì mình chỉ tự nhủ lần sau nhớ để ý để khỏi làm sai, rồi mình tha thứ mình. Chớ không có giận hờn trừng phạt gì cả. Sao ta không lấy cái lòng tha thứ mình để tha thứ cho người khác, cho thế giới đại đồng, cho cõi lòng mở rộng, cho xóa bỏ hận thù và cho tình người được nồng thắm hơn lên. Thứ 10. Thủ khẩu như bình, phòng ý như thành giữ cái miệng của mình như giữ cái bình quý, coi chừng bể, cần thiết lắm mới nói, và phải luôn luôn có ý đề phòng bất trắc, thì sẽ vững chãi như là thành trì. Phải luôn luôn có ý đề phòng như đang thủ thành vậy, lúc nào cũng phải đề phòng kẻ địch tấn công. Chuyện thị phi mà có được là do nói quá nhiều. Và phiền não mà có được đều do đòi hỏi quá đáng, bướng bỉnh quá lố. 11. Ninh khải nhân phụ ngã, thiết mạc ngã phụ nhân. Thà là để người ta phụ mình, chớ mình đừng bao giờ phụ người. Nói thì nghe dễ, nhưng thực tế lại rất khó. Đức tính nhẫn nhục, cam chịu thật cao quý vô cùng, nhưng cũng thiệt thòi vô cùng và cũng dễ làm xúc động, cảm hóa đối phương, vô cùng. Câu nói này ngược hẳn lại với câu nói của Tào Tháo, khi giết lạ bá xa là người ân nghĩa của mình, bị trần cung trách vấn tại sao, thì Tào Tháo bảo rằng, thà là mình phụ người ta. Chớ không để cho người ta phụ mình, thà rằng mình phụ thiên hạ chớ không để thiên hạ phụ mình. Quả là tay giang hùng và là tay thủ đoạn chính trị tầm cỡ, và cũng chính vì vậy mà Tào Tháo mới soán ngôi nhà Hán, để lập nên nhà ngụy của riêng mình. 12. Tái tam tu trọng sự, để nhất mạc khi tâm. Muốn làm hoặc quyết định một việc gì đó, phải xem trọng việc đó và phải suy nghĩ cân nhắc tới lui hai, ba lần, rồi mới làm hoặc quyết định, hạng nhất là không được có lòng khinh rẻ hoặc xem thường việc đó. Câu này khuyên ta không nên quyết định vội vàng hấp tấp bất cứ một sự việc nào đó, để khỏi phải hối tiếc hoặc ân hận về sau. 13, hổ sanh do khả cận, nhân thuộc bất kham thân. Con cọp đẻ, hay bất cứ con thú nào đẻ đều rất dữ dằn, do bản năng làm mẹ để bảo vệ các con của chúng, vẫn còn có thể gần gũi được, chớ những người mà ta quen biết thì không nên gần gũi thân thiết bao giờ. Tại sao? Sao lại phải bi quan thế kia? đây chỉ là lời khuyên nên cẩn thận đề phòng lòng người nham hiểm vô chừng mà thôi những người mà ta quen biết thân thiết với họ kể hết cho họ nghe những ưu khuyết điểm những thói hư tật xấu những bí ẩn đời tư với họ đến khi có chuyện không hay xảy ra thì chính họ sẽ là những người tố cáo ta mạnh mẽ nhất chính xác nhất mà ta vô phương chạy chối chừng đó ta sẽ thấy họ còn dữ hơn là con cọc đang đẻ nữa câu nói tuy bi quan nhưng rất thực tế nhân thuộc bất kham thân là thế 14. Lai thuyết thị phi giả, tiền thị thị phi nhân Cái người đến nói chuyện thị phi, chính là con người thị phi đó. Câu này muốn thức tỉnh ta về nhân cách của những người hay nói về người này, người khác, chuyện này, chuyện nọ. Đó không phải là những người tốt, đó chính là những con người thị phi. Rất nhiều chuyện mít lòng nhau, nghi ngờ nhau, ghét bỏ nhau, đều là do những con người thị phi này mà ra cả. Trong cuộc sống ta gặp rất nhiều người như thế này, nên chuyện thị phi chỉ nghe chơi rồi bỏ là chắc ăn nhất. 15. Viễn Thủy Nang cứu cận hỏa Viễn thân bất như cận lân Nước xa khó cứu được lửa gần, bà con xa không bằng xóm giềng gần. Câu nói nêu lên tầm quan trọng của bà con chồng xóm khi tắt lửa tối đèn, người láng giềng gần sẽ là người thân cùng chia sẻ với ta tất cả những không may khi xảy đến. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ này xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc thành công và bình an trong cuộc sống xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại